hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ còn phòng 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu cho tất cả khách hàng con máy cưa xích Shinway E305AV. Một con cưa xích hàng hãng Shinway của Nhật Bản nha. Đặc biệt là con này còn rất là đẹp và nguyên zin nha. Máy nguyên zin, màu sơn của nó luôn chứ không phải là hàng sơn lại nha, hàng đúng nguyên zin 100%. Con này hàng bãi nhập về bên em chỉ có thay một cái ống xăng này. Để anh em nhìn ống xăng là biết này. Cái ống xăng này nó là bằng cao su mà. Lâu ngày nó mục, nó ngâm xăng nó sẽ mục và bên em bắt buộc phải thay. Còn tất cả những chi tiết khác là bên em không có thay nha. Đó, nguyên zin rất đẹp luôn. Này. Hai ốc xích lam. Lam theo máy là lam Shinway luôn này. Đó, có chữ Shinway này. Lam này lam 45 nha mọi người. Phần cắt là còn 40 nhé. Đó. Phần cắt 40. Bao đẹp luôn, mặt lốc rất là mới. Con này đi khai thác sử dụng gia đình khỏi suy nghĩ luôn. Con này nặng nó tầm khoảng 5 kg nhá. 35cc nhá. Cách sử dụng này công tắc tắt mở đây này. Đó, e gió bên hông này. Cái nắp to này là mình đựng xăng pha với nhớt, còn nắp nhỏ này đựng nhớt thải để bôi trơn nam xích nhé. Đó. Máy cực đẹp luôn, cực chất luôn. Hàng chuẩn của Nhật Bản, bao rin nguyên bản không có bung máy nhé. Đó, bao rin tuyệt đối, bảo hành nòng 12 tháng luôn. Nổ thì rất là rát luôn, cái dòng này nổ bao xương. Chỉnh ganti, ốc chỉnh xăng gió mình có thể chỉnh to nhỏ ganti tùy ý. Đó. Giá thì bên em bán con này là 3.300.000 đồng. Quý khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 để đặt hàng nhé.